quý vị, hiện nay với xu hướng mở cửa phát triển kinh tế của cả nước nói chung, việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, An Giang là tỉnh có thế mạnh về du lịch tâm linh và đang vào mùa lễ hội Chí Bà Chúa Xứ Núi Sam. Do vậy, dự báo lượng khách đến An Giang trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 là rất lớn. Để duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của nhân dân, thực hiện công điện số 381 trên CD-TTG ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 2022 và các hoạt động lễ hội địa phương sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau. Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm giải pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và tại các khu điểm du lịch. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và các hoạt động lễ hội địa phương sắp tới, như lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam và các lễ hội tôn giáo dân tộc, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo quy định, không được lơ là, chủ quan, chủ động xây dựng phương án mở cửa đón du khách trên tinh thần thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát các nội dung sau. Yêu cầu thủ trưởng các ban quản lý di tích, bảo tàng, ban tổ chức lễ hội, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội tại các khu điểm du lịch. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh du lịch, kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá công khai và không bán đúng giá niêm yết, kinh doanh du lịch lữ hành trái phép, lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm, giám sát các chương trình kích cầu khuyến mại du lịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại các khu điểm du lịch, đảm bảo các trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông, nhất là tại những điểm, khu vực có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, tổ chức rà soát, lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch, chỉ đạo công tác kiểm tra tại các bến tàu, bến xe, bến thủy nội địa, vân vân, thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Sở Y tế, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc kiểm tra về an toàn thực phẩm, nhất là tại các khu điểm du lịch, giải quyết kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, nâng cao ý thức của người dân không được chủ quan, lơ là, đặc biệt trước biến chủng mới của Omicron, dù đã được tiêm đủ liều vaccine, thực hiện nghiêm 5K trong phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn thực phẩm và tự giác thực hiện các hành vi nâng cao sức khỏe trong dịp lễ hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau lễ để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.